Trong khi anh em ta đang cò quay để tìm kiếm cho mình một lối đi trong Meta 12.20, thì trên thế giới đang diễn ra các vòng loại căng thẳng và kịch tính để tranh suất đi chung kết thế giới bộ môn cờ quạt này. Một trong các giải đấu gần đây nhất chính là vòng loại cuối cùng của khu vực Bắc Mỹ, nơi 16 người chơi tay to chứng tỏ sức mạnh và phô diễn toàn bộ kỹ năng trên vùng nguyên sinh. Hôm nay anh em hãy cùng cả Vinh Nhân Phẩm theo dõi lại diễn biến các trận đấu, xem các bộ bài cũng như kỹ năng của các cờ thủ hàng đầu này nhé! Trận đấu mở màn với nâng cấp bậc vàng nên nhịp độ cũng không quá nhanh. Nổi trội trong lobby, theo quan điểm cà phê nhân phẩm, đó là nhà River với khung đấu sĩ, kỵ sĩ cùng sự hồi phục đến từ sức sống mới sẽ cực kỳ im bà ở đấu trận. Phoenixa với kế ghép siêu công nghệ thì mỗi tướng một mảnh trang bị cũng giữ máu vô cùng tốt. Cho nên hai nhân vật này đã có cho mình chuỗi thắng 5 trước Turn người đá. Sully mặc dù không có được ngọn lửa như hai người kia, nhưng với huấn luyện chiến đấu kết hợp với chàng tiểu phụ Olaf xuất hiện từ sớm, thì chiến thuật Fit to Win có thể giúp anh comeback được hay không? Hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Jason Java với bài Huyễn Long kết hợp hộ pháp Bang Hội và tranh cơ chính là Idas đối đầu với Olaf Carey nhà Sully. Một điều anh em có thể thấy là các kỳ thủ này không hề vẽ đồ tuyệt đối cho Carey mà họ sẽ tận dụng tất cả những gì mình đang có. Nếu với hiệu ứng thần sứ như trận này, cha anh em sẽ không lắp kiếm súng cho Deja đâu đúng không? Vì đã có sẵn hiệu ứng hồi máu rồi. Nhưng không, anh chàng Jason có tận 2 kiếm BF và nếu không lắp đồ sớm thì rất có thể anh sẽ mất nhiều hơn được. Thế nên anh vẫn quyết định lắp cho Deja cái kiếm súng. Còn về sau xoay sang gì thì vẫn là ẩn số. Sully cũng vậy, Olaf như trong sách giáo khoa thì cũng ít ai lắp áo choàng. Nhưng muốn Olaf được an toàn khi không có đại bác hay lắp kính nhắm thì áo choàng cũng không tồi. Có gì xài đấy luôn chứ không hề chờ đợi. Sang nhà DQA thì chúng ta có thể thấy ngay đó chính là lượng item trên các tướng vô cùng chuẩn chỉ. Jerry với sức mạnh đoàn kết mang trên người Zeke và Solari để buff cho Graves. Tay lính đánh thuê thì mặc áo choàng thủy ngân cùng một cung đang đợi ghép với Gray trên hàng chờ lên 2 sao thành cung xanh. Cô nàng hắc hỏa có cả mũ phù thủy và quỷ thư. Pan thỏ cầm tạm bốc bát họ. Không chê vào đâu được đúng không? Nhưng lượng máu của anh chàng này lại vô cùng thấp và rất gần cửa tử rồi. Tưng tửng lao vào giữa đội hình với cái giáp lửa và có quay vô cùng lâu. Phía trên, Phan Thiền cũng random đồ rất đẹp với thú tượng giáp máu, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng chim chuột với Jace và bị Saya rút lông ra đi. Grace không đủ sát thương để hạ gục Long Kê mà còn bị giáp lửa đốt. Jace vung nhẹ búa đã có thể kết liễu được ngay. Mất đi Carry cũng như Tanker thì đội hình coi như tán vỡ. DQA dừng cuộc chơi vị trí top 7 khi còn chưa được gặp dòng thần. Trận chiến đã đến hồi kết. Jason sử dụng cho mình sức mạnh liên minh rồng thần, còn bên kia là Sully với Olaf khảo ngọc. Liệu rằng Olaf không đi với đồ long có thể diệt rồng được không? Cùng đón xem trận chung kết của game 1 nhé! Olaf như một chiến binh cuồng nộ lao lên, liên tục bổ dìu vào Terra. Con rồng đáp trả bằng những cú dậm địa chấn. Bot và Shyvana kết hợp tạo wombo combo, liên tục chồng khống chế. Olaf chưa hạ gục được bất kỳ ai, thì Sâu và Aoshin đã tung chiêu, dọn sạch bàn cờ. Một chiến thắng tuyệt đối dành cho sức mạh của Long Thần. Kevitro với trái tim Pháp Sư và Ranger là hai nhà đang cháy 5 trơn đầu ở game 2. Cả hai đều có cho mình dàn chống chịu đủ tốt là các đấu sĩ, nên Carry có thể thoải mái xả sát thương khi lobby chưa có sự xuất hiện của sát thủ. Ranger có lợi thế như vậy, nên khi tới nâng cấp thứ 2, anh có cơ sở để chọn cho mình hướng tới hồi kết. Đến 5.1, anh đã có thể lên 9 và roll tìm kiếm sức mạnh của các Long Thần. Tuy nhiên vì quá nhiều thao tác trong khoảng thời gian ngắn nên tiếp tục để lại một trận thua đáng tiếc. Đến 5.2 thì chỉ cần nâng cấp các quân lên 2 sao là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Aoshin đã lên 2 sao từ trước nhưng chống chịu Terra vẫn 1 sao. Ở giây cuối trước giao tranh, đủ chống chịu cho dàn rồng phía sau sạt sát thương. Rengar nhảy vào sau nhưng không đúng vị trí cần đến là Aoshin vào sâu, còn dính cả chiếu nên không chịu nhảy đi, cứ đứng đánh tay vào Soraka. Bot tung thiên mệnh khả biến làm choáng những kẻ còn lại. Đến lúc Rengar thức tỉnh thì Aoshin với hai quyền trượng đã tích đủ sát thương để cơn mưa sấm sét triệt tiêu con thú hoang dã. I lucky nhưng lại không may mắn cho lắm. Tổng số 8 giết tay anh. Cuộc chiến tay 3 giữa Seraphine Hắc Hỏa có cho mình Pan Thỏ 3 sao, Thủy Long up 9 và Saya Băng Hội đã đủ phong bài cũng như tướng lên 2 sao cấp 9. Anh em đoán ai sẽ là người chiến thắng nào? Camera đang quay combat giữa nhà Hắc Hỏa của Wasiani Virgin và Trick P với Saya Băng Hội. Shyvana nhanh chóng chóc cánh bay lên,
và lao xuống phun ra ngọn lửa cháy bỏng quyến rũ. Gray dính theo đốt từ giáp lửa ánh sáng, sau đó bị hơi thở của Chivana thiêu rụi. Phan thỏ ba sao cũng trâu thật, nhưng Carrie đã mất thì cũng như tượng đá mà thôi. Saya rút lông về kết thúc mũi sáo bất diệt. Lúc này, Kevicho cũng dừng chân ở top 2. Nghe nói Saya và băng hội đều bị nớp, nhưng chàng trai Trixby đã cho chúng ta thấy không có bộ cờ yếu, chỉ là chúng ta chưa biết cách làm chúng mạnh mà thôi. Game 3 không có gì đặc biệt và nổi trội cho tới khi chiếc nâng cấp kim cương xuất hiện ở lần chọn thứ 2. Wasiani Virgin đang có 3 món rất đẹp dành cho Kai'Sa, chính là Blue, dây khổng lồ và vô cực. Không cần găng bảo thạch vì đã có khảm bảo thạch rồi. Với việc có được 3 kim long từ sớm nên đầu tư kiên định đã cho người chơi này 15 vàng, máy nhân bản và quan trọng là cánh tay kim cương. Bằng một magic nào đấy mà level này, anh đã vẽ được con Idas 2 sao không cần tới Nico mà vẫn tiếp tục ra Idas khi roll kiếm Kai'Sa. Chả biết đang roll Kai'Sa hay là Idas nữa. Long kê lao vào sau quấy rối nữ tướng Kai'Sa, nhưng lượng sát thương gây ra kết hợp với phước lành vũ trụ đã hút lại rất nhiều máu, mặc kệ giáp lửa tưng tửng đang mang trên người. Mà một khi Kai'Sa sống càng lâu thì sát thương cũng sẽ tỷ lệ thuận, nên đây sẽ là một chiến thắng dành cho Virgin mà thôi. Với sự may mắn của mình và tận dụng được nó, anh lọt vào top 2, đối đầu với bài pháp sư của DQA. DQA với hai máy chiếu dùng vào hai bên nhưng chưa tinh tế cho lắm khi không thể làm tiêu hao mana carry địch cũng như tanker chính Idas. Yasuo với cánh tay kim cương là lướt và nòng cốt đội hình địch và chăn chối hất tung đám đông nhưng không trúng Som và cả Zoe. Idas chống chịu rất bền bỉ với giáp đại hãn, giáp màu ánh sáng và nỏ sét giảm kháng phép địch, tạo điều kiện tốt nhất để Kai'Sa được chơi và sống sót tới cùng. Những tên lửa giờ đã đủ nhiều và đủ sát thương kết thúc trận đấu. Kai'Sa chiến binh rồng hiện đang là bài reroll rất hot trong meta, một bộ bài công thủ toàn diện đã đem về cho Virgin top 1. Chỉ là khởi đầu với nâng cấp bạc, nhưng khá hay ho khi hai nhà có chuỗi thắng 5, còn hai nhà có chuỗi thua 5. iLucky với nâng cấp AFK và Ranger với giữ vững phong độ nên đều muốn có cho mình chuỗi thua 5 trước trơn quái. May sao, cả hai đã không gặp nhau. Sully có tiếp tế trang bị, nhận về lời thầy hộ vệ, món thủ rất ngon bổ khỏe cho một tanker kim pháp sư như Silas. Trixby tận dụng việc bóp chiến binh rồng kết hợp Ngọc Long đã up luôn lên 7 ở 3.2 để giữ lửa. Covenel lên 8 và có cho mình Jayce 2 với 3 đồ công. Saya được level up ở vài giây cuối trước combat với 3 item cũng vô cùng đẹp là cuồng đao, cung xanh, vô cực. Ấy thế mà Rengar nỡ lòng nào nhảy sang cào xé không thương tiếc cô nàng cánh mỏng, còn đang bị thiêu đốt bởi Swain. Công thủ đều đã có, nhưng Covenel vẫn phải nhận trận thua đáng tiếc và còn lại 21 máu. Hai bài đấu được cho là out meta trong 12.20 giữa một rừng bài reroll là Ám Long Khảo Ngọc và Seraphine Hắc Hỏa thì lại đang tranh nhau cái top 1 ở trận 3. Quả là một game đấu điên rồ. Bài Seraphine Hắc Hỏa làm được điều này bởi lượng item của Sage là vô cùng đẹp. Seraphine 3 sao với mũ phù thủy có thể buff cho team rất nhiều. Zac và Pantheon đều có đủ 3 đồ tranh. Ấy thế mà vẫn vẽ được cho Gray áo choàng thủy ngân, bàn tay công lý cùng cuồng cung, giúp tên giả gân có thêm khả năng clear. Đội hình Sage co cụm lại để hưởng buff từ Seraphine thành ra là con dao hai lưỡi, khiến cú thiên mệnh khả biến của Bart thêm đặc sắc. Siphon lao vào trung tâm quấy rối và cắn chết cô mày búp bẩn Seraphine. Mất đi support, cặp đôi Seraphine Grace bị chia rẽ như dương quá mất Coco, may mắn thoát được với áo choàng. Nhưng Siphon say éo, ngoảnh đầu lại, lạnh lùng dứt điểm Grace trong sự ngỡ ngàng. Một cái top 1 có giá trị để lần nữa khẳng định người chơi tạo ra meta, chứ meta không tạo ra người chơi. Boss Soul Skill với phóng hỏa giảm hưu đối thủ ngay đầu trận, kết hợp với Talia cầm quyền trượng, được bảo kê bởi dàn chắn lực lưỡng đã tích đủ đam để chiến thắng, mang về win streak 5. River với tụ điện có dàn đấu sĩ 2 sao chắc chắn, còn lắp vội cho Ezreal 2 sao kiếm tử thần nữa thì khó lòng mà thua. Phoenixa với cô gái đái đường 2 sao cầm tam hợp định giang sơn, cùng với hai nhà trên đang on top trending với 100 máu. Nhưng tới 3.3, chỉ có mỗi Phoenixa là giữ vững phong độ, bảo toàn được chuỗi thắng bằng cách có gì lắp hết. Kama mà ông này build hệ chiến luôn với cuồng cung và quyền năng. Lilia thì một quyền trượng để phụ đam. Tốc độ trận đấu được đẩy nhanh sau lần chọn cuối cùng với các nâng cấp kim cương. Boss Soul Skill chọn cho mình khuyến mãi kinh nghiệm nên đã lên được 9. Đối đầu nhà Phoenixa. Với việc tối ưu hóa lượng đồ đam như ban đầu thì bài Phoenixa hướng tới chính là Ám Long Khảm Ngọc. Siphon ủi về sau, tiến đến Jayce thì hắn giơ búa lên và chạy đi, để Kai'Sa ở lại cùng con rồng hắc ám. Sau đấy người ta không thể cô đấu nữa, mặc kệ nàng She của Phoenix đang focus vào mình.
chuyên viên này vẫn đang mải mê đấm Silas. Và cái kết đương nhiên không đẹp đẽ gì rồi. Bosselskill nhận thua xương xương 6 chess vì mỗi dòng thần đã là 2 slot rồi. Wasiani Virgin chơi Huyễn Long Hải Tặc ở mốc 6 để hack quà và có được 2 mảnh nhân bản, cùng với đó là 80 vàng cấp 8 mà còn chưa muốn xài. Liệu anh ta đang có ý đồ gì đây? Đây có thật là một trận đấu giải không? Gần bước sang 7, nhưng anh chàng Virgin này dường như đang ở một vũ trụ khác. Khi còn cho mình 76 vàng cấp 9, cùng các con tướng trong hàng chờ thì cũng sương sương hơn 100 vàng. Sau trận thua ở thôn trước và biết trận đấu cũng đang đi tới hồi kết, nên anh quyết định xả tiền luôn. Roll được 7 Soraka vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Dùng luôn 2 mảnh nhân bản để khẳng định luôn người làm chủ cuộc chơi. Nhưng chưa dừng ở đấy, người chơi này tiếp tục hành hạ đối phương bằng một con rồng xanh mắt trắng 3 sao. Đây thực sự là áo trình rồi, chứ áo xin gì tầm này nữa. Đối thủ cũng rất fair play để Virgin được tận hưởng thành quả chứ không đầu hàng giữa chừng. Nhưng kết quả thì không thể thay đổi, chắc chắn sẽ là cái top 1 mãn nhãn nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Game cuối cùng của ngày đầu tiên bắt đầu với nâng cấp bậc vàng. Kovanel xuất phát có thể nói ngay từ vạch đích khi sở hữu full dàn 2 sao. Trong đấy, Karma có mang trên người hai món carry vô cùng phù hợp là dây khổng lồ và găng bảo thạch, giúp nhà này có được chuỗi thắng dễ dàng tới tận 3.2. Well, well, well. Đây dự sẽ là một game đấu kịch tính để kết thúc ngày thi đấu mở màn, khi mà 3.2 xuất hiện nâng cấp kim cương và nhịp độ trận đấu chắc chắn sẽ được đẩy nhanh. Với thông thoáng, River lên được 7 ở vòng 3.5, cùng lượng trang bị sắc bén, láo trong bóng tối, huyết kiếm và bàn tay công lý. Tưởng chừng chiến thắng đã trong tầm tay, nhưng đối thủ lại là Kovanel với chuỗi win, đã có kinh tế để lên 7 và tìm kiếm Deja sớm để tích stack chiến tướng Khải Hoàn. Nàng Shi đấm vẫn là tín, nhưng so với một con tướng tay dài được giữ vị trí như Deja thì đương nhiên sẽ là thế bất lợi. Coi như xui thôi, River có trận thua khá cay trước Kovanel. Và bất ngờ liên tiếp bất ngờ, chốt hạ vẫn là nâng cấp kim cương. Và đương nhiên, khi có sự xuất hiện của hai nâng cấp kim cương trong một trận đấu thì không thể thiếu sự góp mặt của bầy rồng cuồng loạn. Trận chiến kết thúc ngày thứ nhất là cuộc chiến giữa hai khối liên minh rồng thần của Virgin và Ranger. Cả hai đều có linh hồn rồng nên đều kích được trạng thái thăng hoa cho các long thần. Như anh em có thể thấy, một bên chơi sâu, còn một bên dùng siphon. Thế nên lượng dam tới từ nhà Virgin sẽ dồi dào hơn. Thành ra trong combat cuối cùng, chúng ta không thể nhìn thấy gì quá nhiều ngoài những vụ nổ, những cơn mưa và địa chấn. Tất cả loạn hết cả lên, nhưng thứ còn sót lại cuối cùng chính là hố đen vũ trụ cùng chủ nhân của nó, Ác Long Thượng Giới, Aurelion Soul, ấn định chiến thắng dành cho người chơi Virgin. Chung quy lại, điều chúng ta có thể học chính là hãy luôn tối ưu và dùng tất cả tài nguyên mà game ban cho. Không có bộ bài nào là mạnh nhất, cũng không có bài nào là phế vật và ao meta, mà tất cả là do chúng ta tạo nên. Sức mạnh của Exodia Liên minh Rồng Thần vẫn là một thế lực. Dù Aoshin bị nerf đi nữa, thì build được team này đã là cả một quá trình, cho nên kết quả cũng phải tương xứng với giá trị. Vừa rồi là tổng kết ngày thi đấu thứ nhất của khu vực Bắc Mỹ. Sẽ tiếp tục có video về những ngày thi đấu tiếp theo cho anh em nhé. Nếu thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên để lại một like, ấn theo dõi và cả nút chuông để không bỏ lỡ các video nào khác nhé. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.